Chào các bạn, trong video này có rất nhiều bạn hỏi mình tại sao mà khi các bạn xài iPhone, iPad á, hay là bất kỳ smartphone nào á, khi mà các bạn xài cạn pin rồi rất khó mà để mà các bạn sạc lại, mặc dù nó báo đang sạc, các bạn sạc hoài vẫn không lên nguồn, hoặc là các bạn cắm nguyên đêm nó vẫn là báo 1%, nó không bao giờ nó lên màn hình nha. Thì sau đây mình sẽ test thử cho các bạn thấy một iPhone 4S ha. Ở đây mình lấy cái ổ cắm nha các bạn. Thì cái đây cục sạc của nó ha. Các bạn, thứ nhất là các bạn chọn cái cục sạc củ sạc zin nha các bạn. Ở đây mình dùng tiếc trước khi mà các bạn cắm sạc thì các bạn chọn cái lựa chọn cái cáp sạc zin cho mình. iPhone, iPad đó thì nó dùng một loại cái cáp 30 chân ha. Đây cáp 30 chân. Dùng cho 4S nè, 4 nè, 3 nè, 3S nè. Hoặc là mấy cái máy iPad đời cũ nha các bạn. Còn có hiện nay thì nó sử dụng cái cáp Lightning ha. Thứ nhất là các bạn nên lựa chọn cho mình mấy cái cáp sạc zin tốt là tốt nha các bạn. Tại vì mấy cái cáp sạc lô như thế này á. Đây, ở đây là cáp sạc lô nha các bạn. Mấy loại này tại vì cái tiết kiệm dây đồng á, nó làm rất dở bên trong nên cái dòng sạc nó không đảm bảo để mà sạc vô cái thiết bị của các bạn. Nên một cái điều quan khác quan trọng là các bạn sử dụng cái cáp sạc zin cho mình, cáp sạc lô bỏ đi nha. Rồi, ở đây mình có hai cái cáp sạc zin nha các bạn. Đây mình sẽ cấp nguồn vô, mình cắm cục sạc vô, mình test thử cho các bạn thấy. Đây là cái máy iPhone 4S nha các bạn. Cắm hoài nó cũng không vô nha các bạn. Nó báo lên, nó hiện táo thôi. Hoặc là mấy cái máy iPad của các bạn á, nó báo 1% thôi mà nó không boot lên được. Đây là hiện tượng như này. Các bạn cắm hoài nha, cắm hơn 10 tiếng đồng hồ, hoặc là các bạn cắm để qua đêm luôn mà nó cứ kho, nó lên mà chế táo, lên táo tắt, lên táo tắt. Mặc dù á các bạn chuyển cái chế độ DFU á, nó vẫn có nha. Nó lên hoài nè các bạn. Cứ cắm nó cái tình trạng này nó lên táo nè. Nó không boot lên được, nó không sạc được, nói chung là sạc không vào pin. Thì những trường hợp này các bạn, khi mà các bạn rút và sạc ra nè, nó tắt màn hình luôn nè. Khi mà các bạn chuyển chế độ DFU đúng không? Nó có vẫn ra táo DFU ok. Đó, các bạn thấy không? Nó chuyển DFU ok. Thì những cái trường hợp này á mà sạc không vô thì các bạn xử lý sao? Thứ nhất á, các bạn nên chọn cái cục sạc củ sạc zin nha các bạn. Mấy cục sạc củ sạc zin theo máy nè, các bạn xài bình thường nha. Rồi cái cáp sạc zin cho mình. Trường hợp mà các bạn sạc không vô, nó không báo gì hết, là các bạn phải tăng cái dòng sạc lên. Tốt nhất là các bạn tăng dòng sạc. Mình giả sử cái củ sạc này á, củ sạc zin của nó nè các bạn, nó xài 1A đi. Nào, mấy củ sạc này như thế này à, khoảng 1A. Thì các bạn bỏ qua cái này. Nhà các bạn mà có cái củ sạc zin như 2A, hoặc là cái củ sạc nhanh á, thì là các bạn, các bạn nhìn thấy không, cái ngõ ra của nó là 5V 2A. Đây là những cái cục sạc nhanh nha các bạn. Thì các bạn nên tăng cái dòng sạc lên. Cái này có 2A. Hoặc cái hiện nay á, cái cục sạc nhanh bây giờ nó cứ lên dòng khá lớn nha các bạn. Nào, các bạn dùng mấy cái cục sạc nhanh như thế này á, các bạn sạc thử cho cái thiết bị của bạn nha, coi nó có lên không nha. Tại vì cái dòng sạc của mình nó ảnh hưởng rất nhiều. Cái dòng sạc nó cái nhanh á thì nó dễ nạp vô pin, nên cái thời gian mà nạp nó rút ngắn lại. Thì trong những trường hợp này á, các bạn tăng cái dòng sạc lên khoảng 2A. Rồi các bạn cắm vô thử coi. Trường hợp này á, nó có boot lên nguồn không nha các bạn. Thì trong những cái máy mà pin mới á, thì mình chắc chắn là nó sẽ lên nguồn bình thường luôn. Thì nhờ cái dòng sạc này nè, nó sẽ tăng cái dòng nạp cho pin. Thì máy iPhone, iPad các bạn nó tự start up, nó được khởi động lên luôn nha.
thì như trên tay mình các bạn cũng đã biết á, là mấy cục pin mới nè, cái tuổi thọ nói chung là từ nhà máy nó đưa vào thì cái điện áp, cái khả năng mà tích trữ pin của mình á, dòng điện bên trong thì nó rất lớn nha, nói chung là rất tốt. Còn so với những cái pin mà đã xài qua sử dụng rồi, hoặc là cái máy của các bạn á đã xài rồi khoảng mấy tháng hoặc là một năm trời, thì cái tuổi thọ của pin nè nó càng giảm, nên cái khả năng mà tích trữ điện của nó cũng giảm dần theo thời gian. Nên đối với những cái pin mới á, thì nhiều khi mà nó cạn pin á, các bạn cấp nguồn vô á, thì nó sạc được liền, ok luôn nha. Còn đối với những cái pin cũ á, như thế này á, đã qua sử dụng rất lâu rồi thì nó hơi khó một tí. Thì vừa rồi mình cũng đã trình bày cho các bạn cái cách mà các bạn xử lý á, khi mà cái máy điện thoại iPhone, iPad của bạn nó cạn pin mà sạc không vào. Nhiều khi các bạn sạc chỉ có 1% pin cho các bạn để qua đêm luôn, mà nó mãi mãi là nó không vô pin, nó không khởi động nguồn như thế này nè, nó cứ đi như hoài hoài mà nó không bút, không mở nguồn được. Thì cái cách vừa rồi của mình á, mình nói các bạn nếu các bạn dùng củ sạc zin hoặc cáp sạc zin á, thì các bạn nên thay nha. Thì trong trường hợp thứ nhất, nếu mà các bạn sử dụng củ sạc lô hoặc cáp sạc lô á, thì các bạn chuyển qua sử dụng củ sạc zin, cáp sạc zin cho mình nha, tại vì cái dòng điện á, nó đã sẽ đảm bảo cho cái thiết bị các bạn ha. Còn vấn đề thứ hai nữa, các bạn có thể tăng cường cái dòng điện sạc vô. Ví dụ cái củ sạc của các bạn á, cái dòng của nó của mình là 1 ampe, các bạn tăng lên 2 ampe thay bằng cái củ sạc nhanh ha, để mà các bạn nạp cái dòng đó vô. Để mà các bạn khi mà cắm sạc vô á, thì pin của bạn nó nhận lượng điện nhiều hơn và nó mau nạp đầy pin hơn cho thiết bị của các bạn, nó dễ khởi động hơn ha. Còn vấn đề thứ ba, trường hợp mà làm cái cách hai cách này á, các bạn đỡ trong vòng khoảng một vài tiếng á, mà nó vẫn không nạp vô pin á, thì các bạn chuyển qua thử dùng cái các bạn nhà có máy tính bàn hoặc laptop á, là các bạn cắm rút cái cáp sạc này nè, các bạn chuyển qua cái cổng USB trong máy tính bàn hoặc laptop ha, thử sạc thử bằng cái máy tính này nó có vô hay không. Rồi, trên đây là ba cách để mà các bạn là hạn chế bung máy. Còn trường hợp á, mà trong ba cái cách này nè mà các bạn áp dụng mà nó vẫn không lên nguồn, thì trong những trường hợp này á, thì các bạn bắt buộc phải tháo máy nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn kiểm tra pin và các bạn kích pin đi. Rồi, mình ví dụ như trong trường hợp này nè, cái điện thoại này nó vẫn không lên nguồn nha các bạn. Thì nói chung là các bạn làm đủ mọi cách rồi, nó vẫn không lên nguồn. Cái này áp dụng chung cho iPhone, iPad luôn nha. Thì trường hợp này các bạn bắt buộc phải bung máy, tháo máy thôi. Để mà các bạn kiểm tra điện áp trên pin rồi các bạn kiểm tra coi có thể kích pin được hay không. Rồi, đối với con iPhone 4S này mình dùng cái bích sao nha các bạn, mình mở update ra nha. Các bạn thử đo cái điện áp trên pin coi nó còn bao nhiêu. Thì ba trường hợp trên đó là cái trường hợp mà các bạn không phải cần phải tháo máy. Nếu mà nó thành công thì ok. Còn trường hợp ba trường hợp trên mà các bạn áp dụng mà không có hiệu quả thì các bạn bắt buộc phải tháo máy, bung máy ra cho mình rồi. Đây là các bạn. Rồi mình bung máy, mình tháo cục pin ra nha. Nói chung là trường hợp này bất khả kháng rồi, bắt buộc phải bung máy rồi. Tại vì các bạn đã lâu và sạc lâu quá, pin nó đã cạn á. Rồi, mình lấy cục pin ra nha các bạn. Rồi, trước tiên á, các bạn đo điện áp trên pin cho mình nha. Ở đây mình dùng một cái đồng hồ số ha, khoảng thang đo khoảng 20V. Mình đo điện áp trên pin đấy nó còn hay không ha.
Đối với cái phim pin iPhone 4 4S này á thì hai chân bìa nha các bạn. Các bạn lật như vậy á thì chân bên phía dưới này á các bạn. Đây là chân phía dưới nè, nó úp về nè. Phía dưới là chân âm ha. Còn phía trên này á là chân dương. Mình đo thử cái điện áp khoảng bao nhiêu nha các bạn. Thấy không? Cái điện áp của mình nó không có nha. Là nó cạn lắm rồi. Nó lên 0.2 nè các bạn, 0.02 nha. Là rất cạn ha. Rồi, như vậy á là cái trường hợp này á mình phải đi kích pin nha các bạn. Ở đây á trong trường hợp này nè các bạn. Nếu mà nhà các bạn á không có cái bộ máy kích nguồn, kích pin á. Đây là cái bộ nguồn điện thoại di động nha các bạn. Trong trường hợp mà nhà các bạn không có cái bộ nguồn cấp nguồn điện thoại di động để các bạn kích pin á thì các bạn làm cách một, thử làm cách một cho mình nha. Đó, các bạn lấy pin này á, các bạn gói vào cái bao, một cái bao ni lông ha, bỏ vào cái ngăn đá tủ lạnh từ 1 đến 2 tiếng. Sau đó các bạn lấy ra mà các bạn sạc vào bằng cái cục sạc dòng lớn. Là như cái cục sạc nhanh đó, dòng khoảng 2 ampere nha các bạn. Đây trường hợp này á. Rồi để mình mô tả cho các bạn thấy. Như ở đây nè. Đây là pin mà điện áp bằng 0V nha các bạn. Mà các bạn sạc vô không được á thì các bạn bỏ vô cái bao ni lông nè. Gói lại nha. Gói cái bao mỏng mỏng nha các bạn, đừng có dày quá nha, để cho nó đông lạnh. Rồi các bạn lấy cái dây thun các bạn cột lại. Rồi các bạn bỏ vô cái ngăn đá tủ lạnh nha các bạn. Trên ngăn đá trên cùng á. Các bạn đã khoảng 1-2 tiếng sau. 1-2 giờ sau các bạn lấy ra nha. Các bạn lấy ra một cái bạn tháo cái bao ni lông này ra. Cái trường hợp mà nó còn đọng nước á thì các bạn lau khô đi nha. Các bạn tháo ra sau đó các bạn cắm lại vô cái máy điện thoại nè. Các bạn thử cắm vô đây. Rồi các bạn dùng một cái cục sạc nhanh đó. Hoặc là cái cục sạc mà dòng khoảng 2 ampere. Nói chung về cục sạc mà dòng lớn á, ở đây mình dùng khoảng 2 ampere nè. Để các bạn cắm sạc vô, các bạn sạc vô cho thiết bị này coi nó có lên hay không nha các bạn. Cái trường trong trường hợp nào mà cái pin nó cũng vẫn như vậy, các bạn sạc mấy tiếng sau mà nó cũng vẫn như vậy, nó không boost lên được, mất nguồn luôn. Thì các bạn làm bắt buộc là các bạn phải kích đi kích pin cho mình. Đây, đây là trường hợp 2 nha. Là các bạn dùng một, nên dùng cái bộ nguồn, bộ cấp nguồn điện thoại di động nè. Các bạn tiến hành kích pin nha. Sau đây mình hướng dẫn các bạn sơ sơ để mà các bạn có thể kích pin được. Thì tại vì cục pin này á, hôm nay mình đã đo cái điện áp của nó bằng 0V. Thì các bạn tháo ra. Trường hợp mà các bạn mà có sẵn cái máy cấp nguồn này. Đây, mà các bạn đo điện áp á, thì bỏ qua cái bước này nha. Trong cái này, trong trường hợp mà những bạn nào á ở nhà không có cái bộ cấp nguồn điện thoại á thì các bạn bỏ qua bước này. Tại vì cái này là bước phụ thôi để các bạn làm. Chủ yếu là cái bước chính nè. Các bạn mà có cái bộ cấp nguồn thì các bạn làm thẳng bước 2 cho mình luôn. Kích pin. Mình sẽ dùng bộ cấp nguồn điện thoại di động nha. Các bạn tiến hành cấp nguồn cho nó nha. Đây là cái dây nguồn á của bộ nguồn, cái đầu hai đầu kẹp K6 thì các bạn bật lên điều chỉnh cái mức điện áp là khoảng 3V thôi. Vì các bạn không nên đặt cái điện áp khoảng 4V nha các bạn. Thì dòng nhỏ sạc cho nó dễ vào á, các bạn giảm xuống cho mình khoảng 2.5V hoặc 3V thôi. Vì cái điện áp trên pin này hôm nay các bạn đo là bằng 0V rồi.
Đây là hai cái kẹp cá sấu của cái bộ nguồn nha các bạn. Rồi mình dùng cái hai cái dây của cái đồng hồ luôn, tận dụng lại. Các bạn kẹp âm âm dương dương nha các bạn. Đỏ đỏ đen đen ha. Rồi sau đó các bạn chích vô, lấy hai cái đầu que đo hôm nãy nè. Các bạn chích vô, các bạn nhìn cái kim dầu. Các bạn chích đúng chiều nha các bạn. Các bạn nhìn để quan sát cái kim dòng cho mình nè. Còn nó ra bao nhiêu, nó lên bao nhiêu nha các bạn. Pin nó vô không? Rồi các bạn thấy kim nó lên không? Nhích nè. Các bạn nói chung là trong quá trình kích pin á, cái pin này, pin iPhone, iPad á, các bạn cũng cố gắng chịu khó ha. Các bạn giữ cho một lúc á. Rồi các bạn vặn chỉnh cái điện áp này lên. Điện áp trên này các bạn nhìn vô kế à. Khi mà điện áp nó tăng lên thì dòng nó sẽ tăng lên luôn nha các bạn. Rồi các bạn điều chỉnh á, đừng có để cho nó quá khoảng 500mA nha các bạn. Cái dòng là 0.4A. 0.4A là khoảng 400mA. Rồi các bạn chịu khó giữ cho mình nha. Nói chung các bạn chịu khó giữ một xíu là để cho pin nó sạc vô. Trường hợp mà kim dòng các bạn, kim nè, nó sẽ dần về không nha các bạn, là pin nó sạc vào á. Đó các bạn điều chỉnh nó, điều chỉnh cho nó khoảng đừng có quá 500mA nha. Cho nó sạc từ từ vào thôi. Các bạn để một lúc sau đó, đó là cái kim dòng của mình á, nó sẽ giảm dần về không. Là lúc đó là cái pin của mình nó là sạc vô ok nha các bạn. Thì khi mà các bạn đo điện áp á, nó lên là khoảng là 3.677V á, là các bạn tha hồ mở nguồn lên. Mở nguồn rồi các bạn thấy không? Cái kim dòng á, nó giảm dần về không ha. Và là nó đang sạc vô nha các bạn. Nó kích pin vô á. Rồi trường hợp mà các bạn muốn á, kiểm tra cái điện áp trên pin á, thì các bạn tắt cái nguồn lên. Nè các bạn thấy không, điện áp của mình nó lên khoảng 2.5V nha các bạn, 2.5V nè. Nào mình đo nè, các bạn chích vô thấy không. Như vậy á, là điện áp nó vô rồi nha các bạn. Hôm nay là 0V, bây giờ mình đo là khoảng 2.5V. Thì trường hợp này các bạn cứ tiếp tục, các bạn kích nha. Kích khi nào để cho nó lên cái điện áp khoảng 3.677V là ok. Là các bạn tháo ra, các bạn gắn lại vô pin nè. Các bạn gắn lại vô máy, các bạn sạc lại bình thường. Các bạn chú ý cái kim dòng của mình á, nó giảm dần về không. Trường hợp mà nó giảm dần về không á, mà cái điện áp mà chưa đủ á, thì các bạn cứ tiếp tục các bạn kích pin. Các bạn tăng chiếc áp lên, vặn lên. Rồi bạn giữ khi nào để cho một lúc nữa sau là pin nó sẽ sạc gần đầy nha các bạn. Khi mà các bạn kích cho đủ áp, điện áp mở để mở nguồn lên đó, thì chắc chắn là các bạn cắm sạc vô là nó sẽ báo nhận sạc, là các bạn xài lại bình thường nha. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái lưu ý rất quan trọng. Đối với những bạn mà có thói quen mà hay sử dụng iPhone, iPad hay bất kỳ smartphone nào á, mà các bạn để quá cạn pin, các bạn xài đến nữa mà còn 1-2% hoặc là tắt màn hình rồi các bạn mới cắm sạc, là cái đó là không nên nha các bạn. Đây là cái lưu ý quan trọng khi các bạn sử dụng điện thoại di động hoặc là máy tính bảng như iPhone, iPad ha. Là các bạn khi mà các bạn sử dụng điện thoại á, pin của mình á, các bạn còn khoảng 15-20%, nó báo trên cái điện thoại của mình còn 20%, thì các bạn nên cắm sạc vô nha. Không, các bạn không nên tiếp tục các bạn sử dụng, hoặc là các bạn có thể tiếp tục các bạn sử dụng nhưng mà các bạn vừa cắm sạc mà các bạn vừa xài điện thoại. Đến cái mức mà khoảng 15-20%,
là các bạn bắt buộc các bạn nên cắm sạc vô nha, đừng có để đừng để cạn quá. Tại vì một số pin á, đúng không, mới lại pin cũ này nè, cái trường hợp mà pin chai pin phù các bạn, cái mức điện áp này nó giảm rất nhanh nha. Hoặc là các bạn xài thời gian lâu rồi á, cái điện áp này có thể nó còn khoảng 15% là nó tụt xuống mà không vô, không phần trăm này liền nha các bạn. Nè, nó tụt rất nhanh, là nó tụt khoảng 1% luôn. Đây là đối với những cái trường hợp mà pin nó pin không cầm, hoặc là pin các bạn xài lâu rồi bị chai, nó tụt rất nhanh. Nên trong cái phạm vi mà khoảng 15-20% ở đây là các bạn cắm, nên cắm sạc lên cho mình nha, đừng có để nó cạn quá. Cạn quá là nó sẽ tắt nguồn luôn, là các bạn nói, nói chung là các bạn sạc rất khó vô nha các bạn. Nói chung đây là cái kinh nghiệm của mình, cái lưu ý quan trọng thôi. Thì các bạn trong quá trình mà sử dụng á, đối với pin mới á, thì nó khả năng mà nạp xả của nó rất là nhạy. Nếu các bạn cắm vô có thể nó rồi cái nó nạp á là ổn định. Còn đối với những cái pin mà nó đã qua sử dụng rồi, nó đã chai hoặc là nó không còn cầm pin nữa, thì khi mà nhiều khi á các bạn nhìn trên cái máy á, nó báo khoảng còn vài chục, khoảng 20%, nhưng mà thực ra các bạn xài một chút xíu nữa là nó tuột xuống 1% liền rồi, cho nó tắt nguồn đi. Là những trường hợp này á các bạn không nên xài nha các bạn. Trường hợp này á các bạn khoảng 15-20% là các bạn cắm sạc vô cho mình để các bạn tiếp tục xài nha. Rồi, vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn có thể để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.